Rồi, em Di Cá chào tất cả anh em ạ. Thì tiếp tục chương trình chiều hôm nay, em sẽ lên cho anh em một lô máy công cụ nhỏ nè, đầy đủ luôn em nha. Đó, công cụ nhỏ cầm tay, rồi đồ người và một ít máy lớn cắt sắt rồi anh em nha. Và đây là chó Nhật Bãi có luôn. Đó. Rồi cái này thì nó là em giới thiệu luôn, thì toàn bộ là em bao ship anh em nha. Bao ship rồi, em không bao gì hết anh em ha. Đó, máy điện thì em bán giá sát luôn, anh em về tự dọn anh em nha. Không test, không có gì hết. Đấy. Nói chung là em bán sát luôn, anh em về tự dọn. Thì đồ người và máy. Đó, rồi máy này. Đó. Nói chung là con nào test được thì em sẽ test cho anh em coi thôi. Còn con nào test không được thì coi như là khó test rồi, em bỏ qua em bán sát luôn anh em nha. Đó, rồi. Cái này thì nó mỗi một mã thì nó có một cái giá tiền khác nhau đó anh em. Đồ người thì 200k một lô. Đó, còn máy này thì ở đây. Đó, ví dụ như con này 200, con kia 400, con này 200 thì về đến nhà cho anh em cũng chỉ là theo cái giá niêm yết lên trên máy nha. Không có thêm một chi phí phát sinh nào nữa. Và anh em vui lòng chốt xong theo cái mã số, vui lòng cọc trước cho em mỗi đơn hàng là 100k, còn lại sẽ code về đến nhà cho anh em nha. Khi nhận hàng anh em khui thùng ra kiểm tra đúng với hàng của mình đặt. Và số lượng thì anh em thanh toán sau cái phần còn lại, thế là xong thôi. Còn nếu như mà có sai sót gì thì anh em vui lòng gọi lại giúp em luôn, đợi em biết, anh em giải quyết ngay lúc đó luôn, anh em đừng có nhận hàng anh em nha. Đấy, đây có một ít máy nhỏ và một mớ đồ nghề và một mớ máy lớn đây. Đó. Anh em lưu ý nha, điện 100V anh em ha. Và bao ship và bao điếc luôn em nha. Nói chung là em không bao sóng đâu anh em nha. Đấy, đó. Em không có bao gì hết. Con nào nó chạy thì em sẽ test coi cho anh em coi thôi. Đó. Đây. Đồ người. Rồi đầu tiên thì em sẽ quay đồ người trước và tiếp đó là máy nhỏ và sau cuối cùng là máy lớn. Đó, thì máy đồ người để mấy loại nhỏ này chị em quay nha. Này, hôm nay em hơi đuối á. Đó. Đây đồ người đây. Chị ngồi bên đây nè. Ngồi qua là nó sẽ sáng video nè. Rồi em Yên xin chào tất cả anh em ha. Thể lệ buôn bán bên em là Vi Cá đã nói hết rồi, cho nên bây giờ em vô việc chính luôn là em quay thôi ha, em không nói nhiều nữa. Rồi bắt đầu em quay lô đồ nghề trước. Mã 235. Mã 335, mã đầu tiên là mã 335, 200k nha. Rồi đây cái lô của nó đây. Có những món như này em quay nhanh á thì mọi người nhìn không kỹ, mà em quay chậm thì anh lại cũng không có thấy giống như quay kiểu như vi cá. Có búa, keo. Có mài, có dũa. Đây là khóa chữ T. Đó, em quay lên, em cầm lên là anh em mình thấy từng món hết ha. Đây, em quay kỹ hết nè. Đó, có khó gì một lô này là 200k. Rồi hốt với em mã 335 200k. Rồi tiếp tục lô đồ người tiếp theo là mã 336. Cũng 200k luôn anh em ha. Có những món như thế này, lô này thì còn là cây to và cây dài. Cái này là cây nó có thể cong lên cong xuống nè. Có chữ T mà nó gọi là gì em quên cha rồi. Rồi. Cũng T. Mà khó số mấy thì em cũng không rõ nữa. Rồi, em quay từng cây lên cho anh em mình xem ha. Cái này thì nó bị cứng rồi. Mình về nhà mình sẽ vệ sinh nó lại ạ. Kéo. Lưỡi nó cũng hơi mỉa. 2, 4, 6, 8, 9 cây 200k. Mã 336. Rồi tiếp tục mã 337. Cũng 200k luôn ạ. Rồi mã 337 200k anh em ha. Lô này cũng có khóa chữ T này. Có chữ T. Và có những cái cây nảy đinh. Nói
chung là toàn bộ là em không chưa có vệ sinh nha, cho nên là về nhà anh em mình phải chịu khó vệ sinh lại. Này 21. Cây này là cây dũi nhưng mà nó cong cái này. Rồi mã 337 200k. Rồi mình tiếp tục 338. Cũng 200k luôn ạ. Lô này có búa nè. Cái này là cái kéo gì đây, nó cũng ra vô được nhưng một tay em khó bung nó ra. Cái này nó có cái gì kế bên nữa nè. 19. Rồi các ổ khóa rồi đó. Có dũa. Rồi lô của nó gồm bao nhiêu đây, là mã 338 200k. Rồi tiếp tục 339. Rồi 339 200k lô này. Nó có cái mở khó to mà dày nữa. Anh em mình xem kỹ ha, mình bấm đúng video lại là mình thấy kỹ ha. Rồi mã 339 200k. Rồi nó đi em. Rồi tiếp tục 340. Cũng 200k luôn anh em ha. Vì cá định mấy bữa nay không bớt nên thành nó nói không có nổi. Chỉ có cái nào mà em không quay được nó mới quay thôi. Có mấy cái đầu tiếp. Hai đầu tiếp. Dũa. Cây này nó còn nguyên vẹn luôn nha. Đẹp luôn á. 23, có số 23 nè. Rồi mã này là mã 240 300 340 200k. Mã 340 200k anh em ha. Rồi tiếp tục 341. Có dũa. Có khóa. Này nó có số không? Số 17. Kìm này mình về nhìn nhà mình vệ sinh mình mài lại là xài ok luôn á. Có búa cao su nhá. Đó, anh em mình xem kỹ. Có chữ T, T nhỏ. Rồi mã 341 200k. Rồi tiếp tục mã 342. Cũng 200k luôn ạ. Lô đồ nghề này là em bán đều lô nên là mã nào cũng 200k. Khó chữ T. Có thể uống cong 360 độ. Khó ít. Này nó cũng đẹp nha. Số nó là 17, 19, 21, 23.
Cái này bằng ra bằng vô êm luôn. Búa. Rồi mã 342 200k. Rồi 343. Có chữ X số 23. Có búa nè. Có chữ T số 17. Có nảy, muốn nảy gì mình nảy thôi. Rồi mã 343 200k. Tiếp tục 344. Cũng 200 luôn ạ. Lô này cũng có nảy đinh nảy đồ. Có khó chữ X. Này nó không có số khó mà mình cũng không biết. Có búa nè. Có chữ T. Có đầy đủ hết. Mã 344 200k. Rồi 344 200k. Rồi mình hết lô đồ nghề rồi. Em chỉ có bấy nhiêu lô đó thôi. Bây giờ là 345 300k. Con đội. Đội thử lên không? Lên không? Rồi con đội này bị xì hơi rồi nha. Mình về mình thay cốt này nọ các kiểu rồi. Nói chung là em đội nó không lên. 345 300k. Chỉ bao ship thôi anh em hả? Rồi đi em. Rồi bây giờ em bán lô máy 346. 346 300k hai con. Máy thổi. Máy thổi. Dây điện không có. Công suất của nó là 1600 min. 600W. Hàng Makita. Hàng này không có dây điện anh em ha. Nói chung là một mấy cái này là em bán mù cho nên là mình biết sửa mình hẳn chốt ạ. Rồi con thứ hai, con khoan hai chiều à. Con tắt đầy đủ. Cái đầu nó bị cứng nha, bị cứng cốt rồi. Có tay nắm đầy đủ, dây điện ok. Hàng Makita 550W. Rồi mã 346 hai con 300k. Rồi 347 250k hai con. Con này là chà nhám không? Con này là chà nhám rung. 140W. Con chà nhám rung. Không có dây điện. Con bể vỡ. Nói chung là điện thực của nó là như thế này. À, con này là cưa lọng. Có dây điện đầy đủ. 220W. Hàng Ruby, dây điện đầy đủ, có lưỡi đầy đủ. Đó, anh em mình xem kỹ ha. Rồi mã 247 347 250k hai con. Mở cho em. 347. Bây giờ 344, 348. Liệu không trời. 348 250k hai con, cũng là chà nhám rung, con này không có dây điện. Công tắc đầy đủ. 130W. Này có nút này nút gì. Chà nhám rung. Rồi, tiếp là con máy thổi. Cũng không có dây điện luôn anh em nha. Cò kiết đầy đủ.
mất thông số đây. Mất thông số luôn nên là cũng không biết chắc như con kia. 348 250k. Hai con. Không có dây điện anh em nhé. Rồi 349 cũng là chèn nhắm rung và máy thổi. 300k. Thông số là gì? Này công tắc hết ha. Công tắc ok. Nó có cái này hình như là cái để đựng đồ bụi nè. Chạy nhắm rung con này nó không có miếng nhám dưới, mà con nào như về cũng phải thay thôi. Rồi con thứ hai mới thổi 630W. Cái này nó công tắc nó cũng ok nè. Không có dây điện, toàn bộ là không có dây điện anh em nhé. Không bể không vỡ. Nắp thang đầy đủ. Nói chung là em bán mù cho nên là cũng không có bao cái gì đâu, chỉ bao ship thôi. 349 300k. Ba 50 230k hai con. Con này là con cưa lọng Makita. Công tắc đầy đủ. Lưỡi nó nè. Lưỡi mình về mình phải thay lại thôi. Còn đây công suất mờ này. Còn đây công suất bị mờ. Rồi cái này nó bị mờ rồi, em không nhìn thấy được công suất của nó. Rồi con thứ hai 210W. Mấy con 210W. Ruby. Không có dây điện anh em nha. Thằng Ruby. Nói chung nói như thế này em chỉ lọt qua lọt lại thôi chứ cũng không có gì hết. Mã 350 230k hai con. 351 300k cũng hai con luôn. Con này có dây điện nè. Có dây điện phích cắm đầy đủ. Cũng chờ nhắm rung. 250W. Nó có đầy đủ như thế này. Con này cũng đầy đủ á. Nói chung rồi tiếp tục mấy con cũng có dây điện luôn. Cặp này hơi bị đầy đủ. Này là khôn một chiều anh em nha. Nó có độ mở khó. Khôn một chiều có điều tốc. Cốt bị cứng. Cốt bị cứng hơn. Cái này nó lỏng lỏng này nha anh em nha. Con tóc đầy đủ. Rồi mã 351 300k hai con. 352 230k hai con luôn. Con này cũng có dây điện. Dây màu cam. Con chạy nhóm rung này là con Black Docker 140W. 140W. Tình trạng nó là như thế này. Này nút công tắc của nó lên xuống ok nè. Này là gì em? Nó có 4 cái lỗ. Nó có 4 cái lỗ mà em không biết là cái phải chốt để mình ấy vặn ốc vít được không. Nói chung tình trạng nó là như vậy. 210W. Con Ruby 210W. Đầu nó thì nhẹ nha. Em vặn ra vặn tới vặn lui nè. Công tắc ok, con này không có dây điện. Hàng Ruby. Rồi mã 352 230k. Rồi 353 350k luôn. Con này con cắt tôn không? Con đột tôn cắt tôn. Cái dây điện nó thì nó có nhiêu đây thôi anh em hả? Không có chui phích gì luôn. Công suất nó thì mất tiêu mất tích hết rồi. Không nhìn ra luôn anh em hả? Hàng Hitachi. Rồi cái đầu nó bị cứng anh em mình về mình vệ sinh hết. Rồi tiếp cưa lọng RB 220V. Gì 100V. Rồi cưa lọng lưỡi. Đầu kẹp lưỡi. Đầu cưa lưỡi rồi đàng hoàng ha. RB rồi mã 353 350k hai con. 354 250k cũng hai con luôn. Cưa lọng, con này có dây điện. Con này có dây điện đầy đủ nè. Con này không có lưỡi anh em nha.
kẹp lưỡi này đủ luôn á. Con này thấy nó đẹp á. Công tắc nhẹ. Rồi cắt gỗ. Lưỡi 165. Cắt gỗ lưỡi 160 đến 165. 1050W. Có lưỡi luôn. Hàng Ryobi. Mã 354-200 cho hai con cắt gỗ và đó, tình trạng nó là như thế này, công tắc ok luôn. Con này không có dây điện em ha. 354-250K cho hai con. Rồi 355-450. Con này là em yêu khoa học nha. Em quay chỗ nào? Quay chừng được mấy cái bước được ha. Rồi dây điện của nó là như thế này. Con này không có dây không có gì hết. 10kg, con này là 10kg. Này thang đúng không? Mất nắp thang nè. Hai bên luôn. Mất hai bên nắp thang luôn nhé. Công tắc vẫn được. Công tắc thì ok rồi đó. Đó. Công suất của nó. Tem mát. Đó, em quay gần cho anh em mình xem cho kỹ luôn ha. Rồi mã 355-450. Rồi anh em. Rồi 356-400K. Con bu lông đầu 1/2. Công tắc ok. Cái này là gì? Mạch yếu. Hả? Mạch yếu. À, cái này là kêu tăng tốc với lại xuống tốc á. Mạch yếu. Có công suất không? Rồi, tem mạc rồi mất hết trơn hết trọi rồi anh nha. Chỉ còn mỗi cái tem mã số và giá cả thôi. Cốt quay được mà hơi lỏng. Cốt quay được mà lỏng, bị lỏng nha anh em ha. Rồi nắp thang. Nắp thang đầy đủ nè. Nhưng mà ở trong đó như thế nào em không biết đâu nha. Em chỉ bán mù thôi. Em bán máy sát 356-400K. Rồi 357-200K. Con này là con gì, nó có cái cục vậy? Cục motor chứ. Cái cục này là cục motor. Cốt gì? Cái cốt nó bị cứng anh em ha. Em quay gần cho anh em mình xem cho kỹ luôn chứ em nói nhiều khi nó không chính xác á. Cốt bị cứng. Không quay được. Nó có một cục tròn vịnh như thế này thôi. Ở trên này bị mớp. Trên này bị mớp nè. Rồi mã 357-200K cục này luôn. Rồi tiếp tục 358. 350K cho cái con này. Con này cắt sắt. Con này là con cắt sắt. Cái lưỡi của nó này nha. Nhẹ. Đâu bị cứng luôn. Có đảo chiều. Có đảo chiều luôn anh em ha. Này kết cấu nó nhìn thấy hay hay ha. Có công suất không? Đảo chiều có 2 cm. Nó có đảo chiều, dây điện của nó là như thế này. Nó có 2 sợi dây. Anh em mình về nghiên cứu ha. Đó. Rồi tem mát rồi mất hết trơn trọi rồi. Chỗ này nó bị mẻ. Nghe đây nó mất, nó bị liếm mất một khúc gì đó rồi. Nói chung là em thấy dấu bể đây thôi. Chứ em không biết là nó bể cái gì. Nè, tem mát của nó nè. Rồi nó mờ lắm rồi, em không thấy gì hết á. Rồi mã 321-500K. 358 gì ạ? 358. Bây giờ 359. Trời ơi, là thư ký ngồi. 358. 359. 359 á. Lấy chị cái tiền. Lấy chị cái phiếu em. À, đợi, nãy em ghi lộn mã, bây giờ em ghi lại. Xếp cũng được em. 358. 358 ghi 3,5 rồi. 358 giờ mới đến. 359. Ok, bỏ mã. Rồi cái này mã 359-500. Con này từ từ.
Con này hồi nãy em ghi lộn mã nha anh em ha. Bây giờ mình coi kỹ lại, con này là mã 359 500k anh em ha. 357. Còn một mã 350 nữa. Rồi đưa đưa quay đi cái đó, bỏ cái bàn bên đi. Và 60 200k. Này con gì quên rồi. Con trà. Nó có thang đầy đủ ha. Thiếu dây điện. Cái mũi của nó là như thế này. Đó, anh em mình biết không? Con gì em quên tra cái tên nó rồi. Cái này thì nó vặn nhẹ nha, nhưng mà cái mũi nó là như thế này, không biết là thiếu hay cái gì nữa. Mã 360 200k. Rồi, than thóc là đầy đủ. Mã 360 200k. 361 200k. Con mài hai đá. Con này nó không có cái chân đâu nha, nó mất mất cái chân rồi cho nên là nó muốn lăn như thế nào lăn à. Này thiếu mất cái mấy cái kẹp đá nè. Bên này cũng vậy. Tán đá kẹp đá như nhau. Rồi không có đá không có gì luôn. Nói chung là thiếu mất kẹp đá. Con nói đầu tiên rồi. À, đây. Con số của nó thì chỗ có chỗ còn cho nên là em thua rồi đó. Con sức mất rồi. Kêu thằng Vy vô. Rồi dây điện nó như thế này anh em nha. Đó. Dây điện như thế này. Đó. Mấy mại hai đá, không chân, không cẳng, không đá, không tán đá, không gì hết. Bên này có con đồ chụp mà bảo vệ này, bên này không ha. Rồi mã 361 200k. Rồi nãy em quay sốt. Đồ nghề mà sốt. 362. Đó, 362 250k 2 cây cắt ống hả? Cây này là cây cắt ống đồng nha. Vặn ra vặn vô ok. Mỏ lết sai nha. Và một cây mỏ lết. Hơn gan gan rưỡi của gần 2 gan của vi cá. Rồi vừa. Rồi hai cây mã 362 250k anh em ha. Rồi tiếp tục mã 363 hàng rào. Ba sáu ba 200k ba cây hàng rào. Makita. Hàng cũng Makita, ba con hết luôn. Hai con Makita, con. Hai con Makita, một con này là con gì lạc lồi vô đây. Con này là không có dây điện, đã nhỏ nhất rồi mà cũng không có dây điện luôn. Công tắc ok. Con này cũng công tắc ok, ba cây. Hai cái có dây điện. Vết chui của nó là như thế này. Lưỡi của nó, con nhỏ nhất lưỡi ở đây. Mà ba cây. 363 200k ba con ha. Hai lô thôi. Rồi, em có hai lô thôi. 364. Cũng 200k luôn. Con này Ryobi, con Nati, con Makita. Ba con, một con Makita, một con Ryobi và một con Nati. Em quay ha. Hàng rào lưỡi nó đều ngon hết đó nha. Không có gì hết đó. Cũng không. Một con là có bảo vệ, một con không. Mã 364 200k ba con. Tiếng rào dây điện đều có đủ ba con, ba dây hết luôn. Rồi đi em. Rồi bây giờ em qua cưa xích. Hôm nay em bán lô 367 365. Con này là 365 300k. Toshiba và một con Toshiba. Hai con đều là Toshiba hết luôn em ha. Lưỡi nó nè, lam nó thì tầm gần 2 gan của em á ha, gan rưỡi. Ở đây có mình. 250mm, đó là lưỡi của nó. Con kia là 300. Con này 200, con kia 300, đều là Toshiba hết hai con. Xích của nó thì mới nha. Xích nó mới lắm luôn á.
Nói chung là xích con này thì nó bị xét nè. Còn con kia thì nay em thấy nó mới. Đây. Một con có dây điện, một con không. Con này có dây điện nè. Con kia không. Hai con cưa xích Toshiba. Rồi mã 365. 300k hai con. Rồi tiếp tục 366, em cũng có hai lô cưa xích thôi. 400k. CS300. Lưỡi nó chắc 2 gang em á. 1150W. Đó, con số của nó anh ha. Con cưa xích này nó lưỡi nó sáng lắm luôn nè. Thì cái dây xích nó hơi xét nhưng mà cái phần lưỡi cắt của nó sáng. Có đầy đủ than. Có nắp than đầy đủ. Còn ở trong thì em không có coi thì em cũng không biết ha. Ngoại hình của nó như thế này, con này không có dây điện. Và một con thì dây điện đẹp, dài, rin. Lam không có xích nhá. Con này là có lam không có xích nè. Cái này em không thấy được cái công suất của nó luôn á. Con này là hàng Sindawa nè. Rồi hai con, một con có dây điện thì còn một con không, và một con có xích, một con không. Mã 366, 400k hai con Sindawa. Lên em. Một con Ribi, con Sindawa, em thấy hai con vàng giống nhau. 367. 350k, cũng hai con luôn, đưa vô em. 367, 350k hai con. Một con có dây điện thiệt là dài. Thiệt là dài, thiệt là đẹp. Một con thì hả, cái dây thiệt là cưng luôn. Đó. Công tắc bấm lên xuống ok nè. Nhưng mà cái này nó em thấy nó hơi méo méo á. Bởi nè, bởi này. Lam của nó với hai gan à. Nó dài. Công suất là 1150W. Con này thì ha, làm nơi xích nơi. Về nhà mình thay xích ha. Không có tay cầm luôn. Con này có tay cầm, con này không có, gậy. Con này cũng 1150W. Than thấp đồ. Có nắp than đầy đủ ha. Rồi, một con thì có dây điện mà làm xích lẫn lộn, còn một con thì hả không có dây điện. Cái dây nó rất là đẹp luôn. Con này nó cũng bị bể đây luôn nha. Hai con đều bể như nhau luôn. Sinh đôi. Làm xích nó bị xấu nha, về nhà mình vệ sinh mình thay lại ạ. Mã 367, 350k hai con. Rồi qua mấy lớn anh em ha. Ba sáu tám 400k mấy cắt Ryobi 210 lưỡi 216 nghiêng mà nghiêng lại được không, lưỡi 216 210 nha anh em ha. Đó nó ghi đó Ryobi. Thì vừa đọc mà vừa quay á. Nghiêng qua nghiêng lại được không? Rồi nghiêng qua nghiêng. Nó nghiêng được chính giữa thôi, chứ nó không qua được bên kia đâu. Nó xéo một bên thôi. Rồi đưa mâm lên nè. Rồi mâm ok luôn nè. Không bể không vỡ. Rồi mã 368 400k cho con này. Đi. Rồi mình tiếp tục 369. 369 con này. Con này là điện 220 á. 369. Con này con cắt ống gì vậy? Em không biết luôn nha. Em không biết con này là con gì, em chỉ nói ấy thôi, em quay vô cái tem anh em mình xem. Con này là điện 220. Nó màu xanh đẹp lắm. Mới nữa. Xoay. Dây điện đầy đủ. Nó có dính tem bảo hành đây mà ai cắt mất tiêu à.
Cái dây dây này là dây gì? Đây là nói chung là ấy của nó, mình xem giúp em ha. Con này nặng 15 kg. Nó có thể tháo rồi. Rồi, mã 369 1 triệu. Cho hai cục này anh em ha. 369 1 triệu. Rồi tiếp tục một con 220 nữa. Đấu tủ. 370. Con này là điện rinh của nó là 220 luôn em ha. Dây điện nó đẹp lắm luôn nè. Quay nha. Đây là công tắc. Công tắc độ đây. Công tắc nó độ nha, nó mất công tắc rồi. Điện 220 370 1.800.000 cho cái con này. Đá điếc. Tán đá đầy đủ, đá ok. Quay quay ngang lại để nhìn thấy em. Đây là em test điện 110 nha, nhưng mà điện của nó là điện rinh 220, đá cái này nó bị mẻ nè. Đá bên này về chỉnh hoàn. Chạy êm, đá bên này mình về mình chỉnh lại nó chạy nó hơi bị xiên xiên á. Rồi tắt đi em. Con này là điện điện 220, con này 20 kg luôn nha anh em ha. Đây em quay tem cho anh em mình xem nè. Đó, em quay tem cho kỹ anh em mình tự nghiên cứu luôn ha. Cho đọc thì nhìn không thông số của nó mình không có đọc được á. Tuy nó hơi xét mà mình về mình vệ sinh lại ạ. Chân bị xước mất một tay. Đế chân bị mất một tay. Cái cục này nó lòng thòng. Đóng nhớ ấy lại nha em, để nó mất về mất cái cục đó. Điện rinh của nó là điện 220 anh em nha, mà em test là điện 110 mà nó chạy vậy đó. Nó chạy hơi bị ok luôn. Rồi 370 1.800.000. Rồi bây giờ em ra và kia em quay máy lớn không? Rồi ra lên vô nó nặng á. Ba bảy một 1.200.000 25 kg con cưa bàn mà nó bị gãy chân rồi anh em nha. Đây, ở trên đây nó mất chởm nè. Ngày hôm qua em bán một con 1.900.000 mà nó còn nguyên. Con này thì nó bị gãy chân nên thành em bán 1.200.000. Con này em bán ve chai nha, anh em mình về anh em mình độ dây điện thì bao ok luôn, dây điện đẹp dài. Con này nó thiếu hơn cái lưỡi. Nó thiếu ngay đây thiếu lưỡi anh em đó ha. Cắm vô tôi chạy nè, mất công tắc luôn, mất công tắc luôn rồi. Rồi nó mất công tắc luôn rồi anh em ha. Nó còn motor thôi. Anh em mình em bán xác anh em mình về nhà anh em mình làm lại ha. Dây điện của nó nè. Dây rất là nhiều dây luôn. Mã 371 1.200.000. Anh em mình nghiên cứu ha. Tiếp tục đục. 372 1.200.000 rồi em. Mấy cái này là mấy lớn này em bán chỉ bao ship thôi nha. Dây điện ok. Đục 30 ly Makita. Cái này em chỉ bao ship thôi, em không bao cái gì hết nha. Đó. Rồi ok. Mã 372 1.200.000 cho con đục. 373 máy cắt Makita đá 305. Đây, mình quay công cái tem mát này cho anh em mình xem nè. Công tắc của nó rất là cơ luôn. Rồi con này nẹt lửa một bên nha. Gãy tay nè. Và không có eto. Đường cái màu sơn đồ cũng đẹp, ngoại hình đẹp, bị mớp ngay chỗ này. Đế nó cũng bị mớp một tí.
lên xuống bị cứng. Hàng Makita con này là em quay sao lại em gửi về vậy anh em nhé, mình coi kỹ video trước khi mình chốt ạ. Mã 373 600K. Đó 355. Ba bảy bốn 650K con máy cắt đá 355. Con này không có bị nẹt lửa mà nó kêu nó cạ như nó cạ này nha. Có này đầy đủ. Ngoại hình nó là coi như ok, lên xuống nó dở lên dở xuống vẫn ok luôn. Con này là hàng Shindawa. Rồi. Cái đới bị mớp nè. Đới bị mớp chỗ này mình về mình gò lại ha. Rồi con này về mình dọn mình vệ sinh lại anh em ha. Rồi mã 374 650K. Hôm nay các bạn hơi nhiều. Rồi 375. Ba bảy năm 650K. Rồi không bị nẹt lửa, có kẹp đồ đầy đủ luôn nha, ra vô ok luôn. Con này không có lưỡi, con này về mình vệ sinh mình xài thôi, mâm nó dưới rất đẹp luôn, bằng thẳng luôn, không có đá không có đồ đâu nhé, tay cổ rồi đầy đủ, tán đá còn đầy đủ. Rồi mã 375 650K. Rồi mình ra con khủng long luôn, máy cắt khủng long 376, lưỡi 405, giá 1.100K. Bao nhiêu ký này? 24 ký luôn hả? Con này im ru luôn. Nó bị lửa than anh em ạ. Về mình dọn lại nhé. Lính nhà em nó ghi lửa than, nó bị lửa than nè, để lâu quá. Rồi tem mát rồi nó như thế này rồi thanh độc luôn. Đá 405. Đới chân bàn bị mớp. À, dỡ lên. Dây điện là dây điện lính nhà em nó đấu vô nha. Kẹp đá đầy đủ. Eto ngon lành luôn. Rồi mã 376 1.100K. Hitachi. Rồi 377. Hả? 377. Con này em bán sát nha. 1.100K. Lên xuống như thế này, anh em mình về mình tự vệ sinh luôn. Con này Hitachi kẹp phôi 20. Con đục mộng vuông. Chân cẳng ok. Ngoại hình nó đó. Công tắc đầy đủ. Điều không có dây điện thôi nãy giờ. Xoay nãy giờ không thấy gì điện, thiếu mất mấy cái tay luôn anh em ha. Rồi 377 1.100K. Ba bảy tám 1.400.000. Phân từ nó không có cái máy ở bên đâu nha, về nhà mình đổ bỏ máy vô, nó bị tét miếng ở đây nữa, bị tét miếng ở đây anh em nha. Tay thì chỉ có hai tay đâu, mất một tay rồi. Mất tay vẫn xoay ok mà. Nó lên xuống ok luôn ha. Không xuống. Có không xuống. Nó nặng ba mấy ký, bánh xe đầy đủ nè. Dây điện nó không có đâu nha. Vẫn hít ok luôn. Nó tắt. Đó. Rồi. Em chỉ làm sơ sơ vậy thôi. Nặng 30 mấy ký. 36 ký mã 378 con cuối cùng.
1.400.000 anh em ha. Rồi video chiều hôm nay chỉ có bấy nhiêu thôi, anh em mình xem kỹ và ủng hộ em Uyên ha. Cửa hàng VK kính chào anh em ạ.